Xin chào mọi người, đây là kênh YouTube chính thức của MyDio, thế giới âm thanh và tri thức dành cho bạn. Video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cuốn sách có nội dung thiết thực. Thông qua đó, các bạn sẽ có được những lời khuyên hữu ích để sống và làm việc có mục đích hơn và hiệu quả hơn. Và đoạn trích sau chính là một phần đoạn rất sâu sắc mà mình muốn mọi người cùng biết đến và cảm nhận. Hãy cùng lắng nghe với mình nhé! Người cầm đầu đám đông và cách thuyết phục của họ. Một, người cầm đầu đám đông. Nhu cầu bản năng của mọi người trong đám đông là tuân theo một người cầm đầu. Tâm lý những người cầm đầu, chỉ có họ mới có thể tạo ra lòng tin và tổ chức đám đông. Sự chuyên chế cưỡng bức của những người cầm đầu, phân loại những người cầm đầu, vai trò của ý chí. Hai, phương tiện hành động của người cầm đầu. Sự khẳng định, sự lặp đi lặp lại, sự lây nhiễm, vai trò tương ứng của những nhân tố khác nhau này. Làm sao mà sự lây nhiễm có thể đi ngược từ tầng lớp thấp lên tầng lớp cao của một xã hội? Một ý kiến bình dân nhanh chóng trở thành ý kiến chung. 3. Uy tín, định nghĩa và phân loại uy tín. Uy thế và uy lực, những ví dụ khác nhau. Uy tín bị mất đi như thế nào? Bây giờ ta đã biết cấu tạo tinh thần của những đám đông, và ta cũng biết những động lực nào có thể gây ấn tượng lên tâm hồn họ. Chúng ta chỉ còn phải nghiên cứu xem những động lực này cần được áp dụng thế nào và ai có thể sử dụng chúng một cách có ích. 1. Người cầm đầu đám đông. Ngay khi một số đông những sinh vật tập hợp lại, dù đó là một đàn súc vật hay một đám đông những con người, thì theo bản năng chúng tự đặt mình dưới quyền uy của một thủ lĩnh. Trong những đám đông con người, vị thủ lĩnh thực sự thường chỉ là một người cầm đầu, nhưng với tư cách ấy, người này đóng một vai trò quan trọng. Ý chí của người cầm đầu là hạt nhân, chung quanh nó những ý kiến được hình thành và đồng nhất. Người cầm đầu là yếu tố đầu tiên của tổ chức đám đông không thuần nhất và chuẩn bị tổ chức nó thành những nhóm phái. Trong khi chờ đợi, người ấy điều khiển đám đông. Đám đông là một bầy đàn nô lệ, không bao giờ có thể thiếu chủ. Người dẫn dắt, thoạt đầu thường là người bị dẫn dắt. Bản thân anh ta đã bị thôi miên bởi cái ý niệm mà sau đó anh ta trở thành người truyền bá. Ý niệm ấy xâm chiếm anh ta đến độ ngoài nó ra, tất cả đều biến mất và mọi ý kiến ngược lại nó đều bị coi là sai lầm và mê tín. Chẳng hạn, Robespierre bị thôi miên bởi những tư tưởng triết học của Rousseau và sử dụng những phương pháp của tòa án chỉ giáo để truyền bá chúng. Chú thích: Jean-Charles Rousseau, 1712-1778, nhà văn Pháp, tác giả của Julie hay nàng Helusi mới, Khế ước xã hội, Emily hay về giáo dục. Hết chú thích. Thông thường những người cầm đầu đều không phải là các nhà tư tưởng, mà là những người hành động. Họ đều kém sáng suốt và sẽ không thể sáng suốt. Sự sáng suốt thường dẫn tới nghi ngờ và không hành động. Họ được tuyển chọn chủ yếu trong đám những người mắc chứng thần kinh, những người dễ bị kích động, luôn đi men trên bờ vực của sự điên rồ. Dù cho tư tưởng mà họ bảo vệ hay mục đích họ theo đuổi có thể phi lý đến thế nào, thì mọi lý luận đều bất lực trước lòng xác tín mạnh mẽ của họ. Sự khinh bỉ và những truy bước đều không làm cho họ động lòng, hoặc chỉ làm kích thích họ hơn mà thôi. Quyền lợi cá nhân, gia đình, tất cả đều bị coi khinh. Bản năng bảo tồn bản thân trong họ cũng bị triệt tiêu, đến nỗi phần thưởng duy nhất hấp dẫn họ là trở thành kẻ tử chỉ đạo. Cường độ niềm tin đem lại lời nói của họ một sức mạnh gợi ý to lớn. Quần chúng luôn sẵn sàng lắng nghe con người được thiên phú cho ý chí mạnh mẽ, biết làm cho nó kính nể. Những con người tập hợp thành đám đông đánh mất toàn bộ ý chí và theo bản năng sẽ hướng theo người nào có một ý chí. Các dân tộc không bao giờ thiếu người lãnh đạo, nhưng không phải người lãnh đạo nào cũng được khích lệ bằng niềm tin mãnh liệt, từng tạo nên những vị thánh tông đồ. Thường đó là những diễn giả tinh tế, chỉ theo đuổi lợi ích cá nhân và tìm cách thuyết phục bằng cách mượn trớn những bản năng thấp hèn. Vậy nên, ảnh hưởng mà họ tác động có thể rất lớn, nhưng nó vẫn thường rất ngắn ngủi. Những người có niềm tin lớn đã khuấy động tâm hồn đám đông. Những Beer ẩn sĩ, những Luder, những Savonarole và những người của cách mạng Pháp chỉ tác động bằng sự thôi miên sau khi bản thân họ trước hết cũng đã bị thôi miên bởi một niềm tin. Chú thích: Beer ẩn sĩ, 1050-1115,
thầy tu người Pháp khuyến khích cuộc thập tự chinh lần thứ nhất và là một trong những người đứng đầu cuộc thập tự chinh của nhân dân, bị chặn lại bởi người Thổ ở Tiểu Á. Sau khi tham dự vào cuộc xâm chiếm Jerusalem, ông thành lập tu viện Neumünster thuộc Bỉ. Martin Luther 1483-1546, nhà cải cách tôn giáo lớn người Đức, đồng thời là một nhà văn sáng tác bằng tiếng Đức, đặc biệt trong việc dịch Kinh Thánh, các tác phẩm chính Đại Giáo Lý, Tiểu Giáo Lý. Jerome Savonarole 1452-1498, nhà thuyết giáo người Ý, trưởng tu viện San Marco ở Florence. Hết chú thích. Lúc đó, họ mới có thể tạo ra trong những tâm hồn sức mạnh khủng khiếp được gọi là niềm tin, điều làm cho con người trở thành nô lệ tuyệt đối cho giấc mơ của mình. Tạo ra niềm tin, dù đó là niềm tin tôn giáo, niềm tin chính trị hay xã hội, niềm tin vào một tác phẩm, vào một nhân vật, vào một ý niệm, đó là vai trò chủ yếu của những lãnh tụ vĩ đại, và chính vì thế, ảnh hưởng của họ bao giờ cũng rất đáng kể. Trong tất cả các sức mạnh mà nhân loại sẵn có, niềm tin bao giờ cũng là sức mạnh to lớn nhất. Và thật có lý, khi Kinh Phúc Âm gán cho nó cái quyền năng dời núi, đem lại cho con người một niềm tin, tức là tăng gấp đôi sức mạnh của họ. Những biến cố lịch sử lớn đều được thực hiện bởi các tín đồ âm thầm, với họ hầu như chỉ có niềm tin. Những tôn giáo lớn thống trị thế giới được xây dựng không phải nhờ vào các học giả và triết gia, cũng không phải nhờ vào những kẻ hoài nghi, càng không phải nhờ vào những đế chế rộng lớn trải dài từ bán cầu này tới bán cầu nọ. Nhưng trong những ví dụ ấy, vai trò chủ yếu là những lãnh tụ vĩ đại, và họ khá hiếm hoi nên lịch sử có thể dễ dàng đưa ra con số. Họ hợp thành đỉnh cao của một dãy liên tục đi xuống, từ những kẻ chỉ huy con người đầy quyền năng ấy cho đến người thợ mà, trong một quán trọ ám khói, anh ta từ từ thu hút bạn bè của mình bằng cách nhai lại không ngừng một số công thức mà anh ta chẳng hiểu mấy. Nhưng theo anh ta, sự áp dụng chúng chắc hẳn dẫn tới việc thực hiện mọi giấc mơ và mọi niềm kỳ vọng. Trong mọi lĩnh vực xã hội, từ cao nhất tới thấp nhất, ngay khi con người không còn tách lẻ nữa, anh ta nhanh chóng rơi vào quyền lực của một người đứng đầu. Phần lớn con người, nhất là trong đám bình dân, đều không có, ngoài chuyên môn của họ, những ý niệm rõ ràng và có suy tính đối với bất cứ chuyện gì. Họ không có khả năng tự dẫn dắt. Người đứng đầu là người dẫn đường chỉ lối cho họ. Người đứng đầu xét cho cùng có thể bị thay thế, tuy không hiệu quả lắm, bởi những xuất bản phẩm định kỳ trình bày ý kiến với người đọc và cung cấp cho họ những câu chữ hoàn toàn làm sẵn để khỏi phải bận tâm lý luận. Quyền uy của những người cầm đầu là rất chuyên chế, và thậm chí chính sự chuyên chế này là điều kiện để áp đặt quyền uy lên những người khác. Người ta thường nhận thấy biết bao nhiêu nhà lãnh đạo dễ dàng được cả những tầng lớp công nhân ngỗ nghịch nhất dâng lời, dù rằng quyền uy của họ chẳng dựa trên phương tiện gì cả. Họ định chợ lao động, tỷ lệ lương, họ quyết định những cuộc đình công cho bắt đầu và kết thúc chúng ở thời điểm cho họ định đoạt. Ngày nay những người cầm đầu càng có khuynh hướng thay thế quyền lực công, thì quyền lực công càng bị chất vấn và suy yếu đi. Sự bạo ngược của những ông chủ mới này làm đám đông ngoan ngoãn dâng lời họ hơn cả khi họ đã từng dâng lời chính quyền. Nếu do một tai biến nào đó, người lãnh đạo biến mất và không được thay thế ngay tức thời, đám đông lại trở thành một tập thể không cố kết, không sức kháng cự. Trong một cuộc đình công của nhân viên xe bus ở Paris, chỉ cần bắt hai người đứng đầu lãnh đạo cuộc đình công ấy là đã đủ làm cho nó kết thúc ngay tức khắc. Đó không phải là nhu cầu tự do, mà là nhu cầu nô lệ luôn ngự trị trong tâm hồn đám đông. Đám đông có một niềm khao khát dâng lời mà do bản năng chịu phục tùng cái nào biết tự xưng mình là ông chủ của họ. Và đoạn trích vừa rồi chính là một phần trong nội dung cuốn sách đang được phân phối audio tại MyDio. Nếu bạn có hứng thú với cuốn sách, mời bạn tìm nghe trọn bộ nội dung tại mydio.vn. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho MyDio một subscribe để mình giới thiệu đến mọi người thêm nhiều cuốn sách hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng.